Sau hai vòng đấu, V-League 2020 sẽ tạm hoãn cho tới hết tháng 3, trước tình hình đại dịch COVID-19 đang lan rộng tại Việt Nam. Tối ngày 15 tháng 3 năm 2020, sau khi vòng đấu thứ 2 kết thúc, ban điều hành đã chính thức thông báo tạm hoãn giải vô địch quốc gia 2020 hay V-League 1 2020. Tạm dừng giải bóng đá vô địch quốc gia 2020 đến hết tháng 3 năm 2020. Ban điều hành giải sẽ thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến của dịch COVID-19 để xây dựng kế hoạch điều chỉnh lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020, phù hợp, kịp thời báo cáo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và thông báo đến các câu lạc bộ. Thông báo từ VPF ghi rõ, quyết định được ban tổ chức giải đưa ra trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với chiều hướng gia tăng các ca lây nhiễm và nguồn lây nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đối với các cầu thủ và các thành viên tham gia giải đấu. Ngoài ra, ban điều hành giải cũng đề nghị các câu lạc bộ tăng cường công tác quản lý cầu thủ, thường xuyên theo dõi và thực hiện đúng quy định phòng chống dịch COVID-19 theo thông báo số 28/TBBDH ngày 10 tháng 3 năm 2020 về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Như vậy, ít nhất từ nay cho tới hết tháng 3, các giải bóng đá tại Việt Nam đều đã bị hoãn. Trước đó, giải hạng nhất quốc gia 2020 cũng đã hoãn ngày khai màn, còn vòng loại U19 cũng đã bị hoãn. Với việc vừa bị hoãn, V-League đã trở thành giải vô địch quốc gia mới nhất tại Đông Nam Á, bị hoãn sau các giải đấu ở Thái Lan, Malaysia, Philippines và Indonesia. Kết thúc vòng 2, thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn đầu với 2 trận toàn thắng, xếp sau lần lượt là Sài Gòn FC, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An đều có được 4 điểm. Ở phía cuối bảng xếp hạng, lần lượt là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng khi để thua cả 2 trận vừa qua. Bản tin của Tin Sốc Sinh kết thúc tại đây. Tình hình mới nhất về giải V-League 2020 sẽ được cập nhật liên tục tới quý vị khán giả.